Chào tất cả các bạn, thì như các bạn cũng đã biết, du học Mỹ ngày nay được khá nhiều các bạn trẻ lựa chọn làm điểm đến để du học bởi nền giáo dục chất lượng cao, bằng cấp có giá trị quốc tế. Và trong chương trình chia sẻ mời du học hôm nay, công ty Tân Đại Dương mời các bạn cùng lắng nghe chia sẻ của em Trần Phi vừa nhận được visa du học Mỹ. Chúng ta cùng lắng nghe Phi chia sẻ về quá trình làm hồ sơ của bạn thì như thế nào nhé. Chào Phi. Em có thể giới thiệu đôi nét bản thân em cho các bạn được biết. Em tên Phi, em 18 tuổi, em mới vừa tốt nghiệp cấp 3. Cái cảm giác của Phi khi mà nhận được visa du học thì như thế nào? Em rất là vui, tại vì trong đó vô gặp người rất là khó mà thì mình nhận được mình cũng hiếm nhiều. Vậy qua Mỹ mình sẽ học trường gì em ha? Dạ, em học trường Valencia College. Có chuyên ngành gì em? Em sẽ học ngành Graphic Design. Vậy lý do tại sao em chọn Mỹ để du học? Dạ, tại ở Mỹ thì cái ngành graphic design rất là phát triển, với lại cơ hội mà mình có được cái việc làm với cái bằng cấp của Mỹ rất là cao. Khi mà làm hồ sơ cho Tân Đại Dương á, thì em có cảm nhận như thế nào về dịch vụ của Tân Đại Dương? Dạ, công ty rất là nhiệt tình và em có ý em muốn hỏi gì thì đều được giải đáp hết chị. Cái quá trình làm hồ sơ của em với chị Thảo như thế nào? Chị Thảo làm việc rất là nhanh. Em xin thì khoảng chừng một tuần là có E20 rồi chị. Khôi dạy em một phỏng vấn thì em học được 6 buổi với anh Khôi. Thì như là 3 buổi đầu học tiếng Việt và 3 buổi sau học tiếng Anh. Thì anh Khôi chỉ từng rất là kỹ những câu hỏi và giải đáp rất là nhiều câu hỏi của em. Anh Khôi chỉ từng ly luôn. Nhiều khi em sai từ tiếng Anh, anh Khôi anh chỉ là phần tiếng Anh luôn. Anh có la em? Không, anh hiền. Anh còn cho quà. Lúc mà có một buổi em lên học với anh Bảo Anh thì anh Bảo Anh chỉ em về cái mình đừng có sợ về cái việc phỏng vấn. Thì ảnh giống như ảnh tạo cho em cái cảm giác rất là thoải mái khi mà em đi phỏng vấn. Ảnh chỉ nhiều cái lắm, giống như là mình lại đó thì mình sẽ người sứ quán là không phải gì là người cao siêu gì hết nên không cần phải sợ người đó, cho nên em rất là tự tin khi em vào phỏng vấn. Nghĩa là trước khi gặp anh Bảo Anh là em rất sợ. Dạ. Sau khi gặp là cái cảm giác sợ nó bị tan biến mất. Dạ. Rồi qua đây em biết được dịch vụ của Tân Đại Dương. Dạ, em tìm kiếm trên mạng rất là cũng nhiều trang web rồi thì em thấy Tân Đại Dương có nhiều thông tin nên em mới tải hỏi thử để em đăng ký. Rồi cái dự định trong tương lai của em sau khi học xong chương trình đại học thì sao? Dạ, em dự định là sẽ trở về Việt Nam mà mở một cái studio riêng của mình. Rồi, chị cảm ơn những chia sẻ của Phi nha. Chương trình chia sẻ ước mơ du học của công ty Tân Đại Dương xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.